Nhi ăn gì á? Mập nhìn nhìn cô chú đi. Em mới mập ra rồi. Chị nói cho cô chú nghe chị đang ăn gì á? Đang ăn kẹo. Trời 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 trời. Chứ gì hết rồi. Đang nghe kẹo. Con kẹo có cho cô chú ăn không? Không. Ôi trời trời. Sao tham ăn gì? Có người gì mà tham ăn gì? Rất kỳ không. Rất kỳ. Không nè, rất kỳ đừng ăn kẹo của chay nha. Em không đi ấp. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ cú cú. Mẹ cú cú. Rất kỳ. Rất kỳ cú cú. Rất kỳ cú cú sao? Bye bye anh, bye bye chị à. Hello. Hello. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Mèo, mèo, mèo. Mèo dòm dòm đi. Mèo, mèo, nó tước. Mèo, hấp mi. Hấp mi sao? Không, không hấp mi nữa. Hấp mi nó hấp vô nha. Mà con gì á? Con gì? Gì đâu? Đâu có con gì đâu. Mà cho cô chú ăn miếng kẹo đi. Không, mẹ với con như này. Lấy con nào? Lấy con như này. À, lấy con đó đó hả? Con ngồi xuống đây mẹ lấy cho. Không. Không. À. Hả? Lấy con này hả? Dạ. Ok, cảm ơn mẹ chưa? Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ nhiều lắm chưa? Đi. Khoe cho cô chú coi. Khoe cho cô chú chơi có đồ chơi gì? Chơi kẹo. Thì có cái này. À, chị có đồ chơi đó. Biết cái này làm gì không cô chú nè? Này bỏ vô kìa nè. Cô chú không có đâu. Con mình bỏ vô cho cô chú coi. Đeo vô. Chay này kỳ ghê luôn. Em bỏ chân. Hả? Em bỏ chân. Bỏ vô chân hả? Dạ. Ừ, bỏ chân cô. Trời ơi, đang ấy mà tự nhiên chú kia chú về chú mở nhạc lên nữa rồi. Nó con làm gì vậy? Con làm đạp chú. Con cho chú thấy. Hả? Mấy chân. Con muốn mà đợi đeo vô chân á hả? Dạ. Rồi coi cái bàn chân kìa. Con mở cái chân ra. Ủa lộn. Tự nhiên mở. Con mở này ra. Mở này ra. Rồi mở ra. Lấy hai tay. Làm hai tay mở ra. Làm hai tay đây nè. Này đây. Đó. À, tao một cái chú. Cái nào? Con muốn màu nào? Muốn màu nè màu. Rồi đưa chân kia đây. Đưa chân kia đây. Mày cầm camera mà con cũng bắt mẹ làm đấy chứ. Làm khó gì? Rồi đẹp chưa? Tay à, tới cái tay hả? Dạ. Ok, đưa tay đây. Để đây tay. Rồi quá đẹp luôn, hay lắm bồ ơi. Cái lưỡi con màu gì á? Cái màu yellow. Giấu lưỡi con màu yellow hả? Đưa cái chân mẹ coi coi đẹp không? Chân nào đưa lên cô chú coi coi. Con nó đẹp chưa? Dạ. Đó, cô chú thấy đẹp chưa? Dạ. Đẹp chưa? Chữ chưa? Dạ chưa. Vô mánh, vô mánh. Nó đi vô mánh. Nó vô mánh. Mà red. Biết rồi, nhưng mà con nó đi vô mánh. Rất. À, cô chú thấy rồi, cô chú thấy kẹo rồi. Mà con nó đi vô mánh. Vô mánh. Khỏe ru. Chay nè, bây giờ chay nói tiếng qua tiếng Quảng nha. Con hỏi cô chú. À, chú. Ăn chi rứa? Ăn chi rứa? Chi rứa. Chi rứa. Đúng rồi. Ăn kẹo. Ăn kẹo. À, con nói đi cô chú. Nói là cô chú. Cô chú. Đi mua rứa. Đi mua rứa. Đã gì? Nó nói tiếng Quảng được rồi đó chay. Không chịu đâu. Không. Không chịu đâu hả? Gỡ ra nha. Không, từ từ. Ừ. Rồi, nói đi. Con gọi cho ai? Hay lắm. Gọi cho nhà. Gọi cho ice cream sạch đám. Ôi, trời ơi. Nhịn nước miếng rồi. Bởi vậy mình phải ngậm cái miệng mình lại, hiểu chưa? Sao? Chơi gì á? Chơi này hả? Chơi này. Ờ, chơi đi. Mà
Con mẹ mở con này hả? Dạ. Cái này trong có gì trong này đây? Sợi thun. Sợi thun này. Không, không, không được, con đeo vô cái đó là con bị xiết đó. Không được đeo vô chân luôn. Cái này là không có được để đeo vô chân, đeo vô tay là bị không tốt đó. Đó, con chỉ chơi màu thôi chứ con không có được bỏ vô, đeo vô tay, đeo vô chân nghe chưa? Và lại ngồi xuống gần 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 gần, gần mèo đi. Con mùa hè có chân cẳng nè. Đen thui tôi lùi mẹ, hai mấy con này trời, hai mấy con trắng tươi không? Trắng. Trắng như bông bưởi vậy. Ơi chay à. Trời ơi con mẹ chứ chay nè. Trắng tươi như bông bưởi luôn. Chay ngồi qua ngồi bên kia coi, chay ngồi bên đây nè. Quá trời luôn, quá trời thun luôn. Đếm thử coi có bao nhiêu sợi vậy. Thun này để làm gì ta? Thun này để cột tóc hả ta? Cột tóc. Phải cột tóc, phải thun này để cột tóc không? Không, mẹ 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 đâu có để dưới chân, mẹ cố gắng mẹ cầm thôi chứ mẹ đâu để dưới chân. Không phải, mẹ con cho mẹ một sợi được không? Không, mẹ để. Mẹ đi ra ăn chút. Rồi, rồi trả đó. Mẹ tại sao đeo? Mẹ tại sao đeo? Tao đập cho một đập bây giờ. Ăn giọng bây giờ đó chứ. Cầm. Gì vậy? Cầm. Cầm. Cầm chi? Một hai. Con nghe là mẹ không có được đeo vô tay vô chân nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Chọc chắp. Ờ để cột tóc đúng rồi. Không được cột. Không có cột vô tay vô chân nghe chưa? Ok. Dạ mẹ. Không có thấy gì vô. Đeo đeo phát. Fuck. Đừng có làm mất sợi cộng nào nghe chưa. Con đếm thôi coi con có bao nhiêu cộng thun chơi. Con đếm được là mẹ cho con tất cả những thứ trên đời này. Mà con đếm không được mẹ cũng cho con mà. Trời. Mà kêu gì? Chay mới ngủ trưa dậy đó cô chú. Nay ngủ trưa hơi ngắn. Nay ngủ trưa chắc cỡ khoảng tiếng, tiếng rưỡi đồng hồ. Chay bu bù đâu chỉ cô chú coi bu bù đâu. Bu bù đâu? Bu bù. À bu bù. Bu bù nè, đúng rồi bu bù dưới chân nữa đó, đúng rồi. Bu bù. Hết rồi. Hết rồi hả? Bu bù. Hết rồi. Giờ chay đi 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 tắm đi bơi không? Dạ. Giờ đi bơi không? Không, đi bơi. Đi bơi với chị. Đi bơi với chị hả? Dạ. Chị đi rồi, chị đi mất tiêu rồi. Chị ra ngoài kia chị chơi shopping rồi. Chị đi học rồi. Đâu có đi học. Giờ này ai đi học nữa. Giờ đi học là xưa rồi. Chị xin cưới. Giờ ở nhà mới là trend hiểu không? Giờ cái trend là người ta ở nhà không à. Đi học đi làm là xưa quá xưa rồi. Xưa còn hơn trái đất nữa. Trend 2020 là ở nhà. Ai? Cooper á. Cúc bờ trên nhà, cúc bờ đó kìa. Cúc bờ đang đứng đó kìa. Cúc bờ đứng cái này. À, hả? Cúc bờ đứng cái này. À, cúc bờ đứng cái này hả? Tự nhiên chấm chân là đứng cái này là sao? Nguyên đám thun này nó chơi cỡ chừng 3 ngày chắc còn lại ăn cộng. Ủa, con gì á? Con gì? Sợi thun chứ con gì? Sợi thun đi đi. Sợi thun. Chạy chạy chạy. Chị tắm kìa chạy. Tắm chị không? Không tắm hả? Dạ. Chị không tắm. Ngán tắm rồi phải không? Trời ơi, cô chị nằm rồi đó. Nay chắc cũng ấm lắm á chạy. Mấy cả tuần nay ấm hỉnh mà nên nước cũng ấm lắm á. Con chay sao không bao giờ thấy nó chơi vậy chứ cái đằng kia á nha. Cái cát với lại cái nước đằng kia á nha. Nó con này mau chán nè. Quá trời. Hả? Quá trời, chó quá trời.
quá trời tham luôn. Quá trời dây thung luôn. Quá trời dây thung luôn. Quá trời bên kia luôn. Quá trời bên kia luôn. Hello Lucky. Hello Lucky, em được khỏe. Ừ. Ok. Đây nó nghe nè, biết gì em chơi? Lấy mấy cái cọng dây đó đó, buộc vô đuôi của Lucky cho nó cho Lucky có màu chơi. Ôi mẹ nói giỡn á chơi, mẹ nói giỡn á, chơi chơi Lucky giờ đi hái hoa bắt bướm rồi. Trời nó giỡn mà đi làm thiệt à. Đem lại cho Lucky rồi. À Lucky không chịu màu đó hả? Lấy màu khác thôi coi Lucky chịu không? Nhà màu nào? Màu white. Màu nào? Quá trời. Quá trời luôn à. Quá trời luôn. Dùng tiếng đúng Việt, đúng Việt Nam không? Quá trời. Đúng rồi. Trốn rồi à? Không phải trốn, cái đó nó không phải trốn, tại vì con thải nó bị văng ra ngoài kia chứ không phải nó trốn, hiểu không? Trốn là cố tình. Mà còn người ta bị văng ra ngoài kia là khác. Màu đỏ. Màu pink không màu pink. Quá trời đúng rồi. Quá trời này vòng pink. À bây giờ chơi muốn mẹ chỉ chơi làm cái này không? Dạ. Chơi muốn mẹ chỉ chơi làm. Đây nè, đây nè, đưa mẹ chỉ cho làm. Không. Ủa cái con này vô lý gì thần kỳ vậy ta? Không có mẹ. Nhô mai. Say đi. Is it my? Dạ. It's my. Ai mai, ai nói mai? Không mai. Ai nói mai? Ai nói mai chơi? Không kể ra mai. Nhô mai. It's my. Can I have one? No. It's my. Chidi, what's my name? Mom. Mom? Yeah. Oh, my name is Mom. Yeah. Hỏi mẹ tên gì, nó nói tên mẹ. Đây, mẹ chỉ cho chơi cái này nha. Okay. Trời ơi, không đưa đây. Chắc tôi giọng cho một giọng là phù cái mỏ đang mách mốt, được phù ra cho hai thước luôn bây giờ đó. Chứ mà đưa đây. Trời ơi, nó đổ ra hết luôn nè cô chú này. Mua dây thun này chủ yếu là mấy đứa con nít này nó mua về nó làm cái gì ta? Chắc nó mua về cột này chứ chi? Còn cái con này. Thôi dây thun. Không có đây. Con cho mẹ đụng cái được không? Không. Đập bây giờ thôi mày đi à. Đi nha. Con kia. Thôi đi nha. Con kia. Con đó là con ếch, mẹ đi nha. Không, mẹ đi nữa. Ủa chứ mẹ ngồi đây con đâu chơi, mẹ chơi đâu? Dạ chơi. Ừ dạ chơi. Chơi mẹ chơi, ừ. Cho mẹ mấy cọng thun đi, bỏ lên tay mẹ mấy cọng thun. Con thích cho mẹ màu nào con lấy màu đó. Đúng rồi, giỏi. Đúng. Mình phải chơi đồ, chia đồ chơi với nhau mình mới vui chứ. Chứ mình chơi kiểu đó ai chơi với mình. Ồ nó có chữ J nữa nè, J nè. Có chữ J nữa nè, để mình đeo, mình làm cái vòng mình đeo vô á. Đúng rồi nè, có mấy cái chữ nữa để mình làm cái vòng mình đeo vô nè chay. Mẹ mới thấy chữ J tức thì lúc đây, chữ J đây. Rồi bây giờ mẹ sẽ làm cái vòng đeo vô chữ J cho chay nha. Không. Chay thích màu gì là mẹ làm hết màu đó, ok. Không thôi đi, bye bye. Không, bye bye, từ từ. Không, bye bye từ từ làm sao? Lấy tay. Ừ, lấy tay làm sao? Lấy tay. Con này con gì á? Con ếch. Con ếch đúng rồi. Con ếch water. Con ếch water. À con ếch ở dưới nước đúng rồi. Dưới nước. Đi chạy. Không. Ủa chay ba đâu chay? Hết rồi. Ba đâu rồi? Hết rồi. Ba đâu rồi? Hả? Hết rồi. Ba đâu? Ba chia rồi. Bay làm ba à? Ba chia già. Đi làm gì? Xong nó sẽ chay ăn. Mua sữa cho chay ăn nữa hả? Ừ nó nói, ừ con này nó nói chuyện mắc cười lắm nha. Nó nói mẹ con muốn ăn sữa. Coi con mắc cười không? Chưa gì mà có ai dạy nó đâu, người ta toàn nói uống sữa không chứ ai có dạy kêu nó ăn sữa đâu. Mà tới nó nói, tới thuyên phiên nó tự động nói là nó ăn sữa. Nó nói ngược, nó ngạo, nói tùm lum hết. Ngày mai mốt cô chú sẽ rất là mắc cười với cái cách nói chuyện của nó nè.
Rồi nó thì ví dụ nó nói là làm cái gì nhanh lên phải không? Không, nó nói làm mạnh. Làm nhanh nó sẽ nói là làm mạnh. Đi nhanh, nó sẽ nói là đi mạnh. Đi mạnh. Đi mạnh sao? Đi nhanh. Đi nhanh. Đi nhanh, đi chậm. Trời ơi, coi cái chị đó đằng kia tắm đã chưa chay kìa. Chay không chịu ra tắm chỉ ta. À, cô chú coi mẹ chay làm cho chay một cái vòng nè. Đó, vòng có chữ chay luôn nè, mà nó không chịu đeo vô. Đeo vô mẹ coi. Đeo vô con. Chay, đeo vòng vô chay. Xong. Ok, xong gì? Ok, xong. À, mày chỉ chơi làm cái này nha. Đó, à, cô chú coi nó nè. Nó đem cái thùng rồi nó rải ngoài đây ha. Nó rải vậy đó, y như là nó rải đậu vậy đó. Bây giờ là nó để đây là mẹ nó phải lựa từng hộp để bỏ vô nó làm. Bữa nay nó cho mẹ nó làm tắm mà. Còn nó là cám nè, coi nó nè. Đó rồi, con cám đó rồi. Đây. Cám đang ngồi ăn xì nách. Xì nách lộn xì nách. À, nó lại nó đang ăn hết bịch xì nách của người ta. Người ta để bịch xì nách đó lại đang ăn hết. Cái xong rồi Ngọc thấy gì Ngọc chạy vô lấy hai bịch xì nách đem ra cho hai đứa ăn. Sao lúc nào đồ của người ta nó cũng ăn, còn đồ nhà nó không bao giờ nó ăn. Bởi vậy hả, đồ chùa lúc nào cũng thơm mùi nhang ha, sao á. Lúc nào cũng đây nè đó, đem hai bịch xì nách ra cho ăn, nó ăn bịch này của người ta nè. Rồi giờ đem đây để không ăn thấy chưa? Được, đã đời nữa chưa? Cái gì vậy? Cái gì? Con muốn tắm với chị không? Muốn tắm với chị không? Muốn tắm chị vô thay đồ. Đi vô thay đồ tắm chị ha. À, muốn ăn chi đồ. Nó cái món này là món nó yêu thích nhất nè. Cho cô chú coi là đó chi đồ. Bé đó sức kem chống nắng mà sức mặt nó trắng bẹt luôn. Cái sức kem chống nắng mặt luôn. Thank you. Rảnh đó, cứ rảnh đây giờ trời nắng là cứ ngồi vậy miết á, ngồi đây. Have a friend in a minute. Her name is Avery. She's 2. JD, you wanna go chain and swim with her? JD? Little 2-year-old named Avery, a little girl. Mm. You want to put your bathing suit on so you can swim with her? JD. What are you doing? Table. No. Just eat off the back. JD, you want to put your bathing suit on? Yeah. You want to swim? Wait. Yeah. How long? Did you grab a sunscreen? Good. I got one for her face too. You're welcome. She's like with random. She's like, well, if you can get here by 5:15. Not yet. Come here and get your face done too. Do me a favor. Close your eyes. Chơi mấy cái chị này là chơi cái kem đó chơi. Chơi cái kem á. Cái kem chứ không phải chơi cái xịt như mình phải không? Nên cái mặt chỉ là... 2.5. Avery, other side of your face. Thank you, Candice. Oh, em bé 2 tuổi nè, nói coi. I love you. Who's that? Say hi. Come over and say hi. Đó, người ta 2 tuổi đó, nó 2 tuổi rưỡi đó. Đứng cây bên ta thấy bự vậy sao không? Good girl. À, thế người ta 2 tuổi rồi, nó 32 tuổi rưỡi không? Ba bự dã man không? Ai mà nói 32 tuổi rưỡi, tao ai cũng hết hồn, tao tưởng 3 tuổi không? I just don't want her to burn, honey, she's light. JD, you wanna put your bathing suit on and swim? Okay, let me see. Có muốn mặc đồ, có đúng vô mặc đồ bơi đi, bơi với mấy chị không? Okay, look like... Hả? Come on. Now you're good. Take your shoes off, no? Avery, did Johnny get your legs? Yeah.
Yeah, I saw it. Okay. Maybe con nít này mà trước khi mà nó tắm là nó sức tụi dữ. Oh, you want yourself too? What? You want sunscreen? Con có muốn đi vô nhà thay đồ không? You wanna go in and change? You wanna go in and... Ước dài hả? Nhưng mà có muốn tắm không? Hay là chỉ muốn ngồi đi coi thôi? Muốn ngồi phải không? Rồi, muốn ngồi ngồi đi, cho các bạn ngồi. Rồi, coi chị. So whenever you wanna swim, just go inside and tell mommy to change you, okay? Now just sit there and watch. Let me get this away from the girls. I don't like this by the girls. It's too sharp. Yeah. JD? Yeah. Có muốn tắm không? Wanna swim? Hả? Oh, you wanna share Cheetos? She's swimming. Whenever she come up, you can give it to her, okay? Yeah. Ờ, chừng nào chị lên, chừng nào bạn lên rồi cái con cho bạn ăn chung nha. Yeah. Còn bây giờ thì ngồi đây ăn thôi nha. Chừng nào mà muốn xuống dưới tắm là phải kêu mẹ thay đồ nghe chưa? Không có được mặc đồ này chạy xuống dưới tắm nghe không? Hả? Chơi làm sao? Ừ, em bé làm sao? Cho em bé ăn hả? Trời, nó kêu con tay em bé. À. Hả? Nó lại nó đưa đồ ăn, nó hỏi ta con ta ăn không á. Con phải kêu đàng hoàng chứ, con kêu tên tao mới nghe chứ. Baby, chú, like con nhỏ đó cũng kêu chay bằng em bé luôn rồi, hai đứa bay em bé hết, không đứa nào người lớn hết đó. Chay thì kêu nhỏ đó em bé, nhỏ đó thì kêu chay em bé. Don't be scared, honey. You got floaties on. Don't be scared. You can swim. Do you want Aunt Candace to come swim with you? You want Aunt Candace to swim with you? Đâu chay, where you going? Do you want me to come swim with you? Yeah. Okay. Come on, Mom. Chay đâu trời? Where you going? Trời ơi, sao nay đây nay làm gì mà thấy mắc cười vậy? Thôi bây giờ đi vô phụ mẹ lụm thóc nè. Chia đậu nè. À, đi vô thay đồ. Vô nhà thay đồ. Vô nhà thay đồ phải không? Vô nhà thay đồ đi tắm phải không? Vô nhà thay đồ đi tắm phải không? Ok, đi. Đi, vô nhà thay đồ đi tắm. Vô rửa tay luôn, đi. Vô thay đồ đi tắm. Trời ơi, nó chùi tới người tôi trời. Right here, so you're sitting better, okay? Put one foot here. Cái bả kìa. Here. Jade, you put your butt here, your leg here, okay? So you don't fall. Yeah. Ba đứa nữa. Wow. JD, sit down. Sit down, JD. Do you hear your mama? JD, sit down. Nó không bao giờ nó ngồi yên bình thường như vậy. Ngồi nó phải khác.